Vâng, xin chào tất cả quý vị bạn. Hôm nay bên Việt Nam Travel theo cùng quý vị bạn chúng ta đi du lịch ở xuân và điểm đến tiếp theo của bên Việt Nam Travel đó là chùa Ba Vàng ở Quảng Ninh. Đây, quý vị bạn. Và sau đây đây là cái lúc mà chúng ta xuống xe. Ở đây là hôm nay là cái rằm tháng riêng. Thì cái rằm tháng riêng một tháng ngày rồi nhưng mà nó vẫn đông. Thì quý vị bạn cũng thấy cái lượng xe đến chùa rất là đông. Chúng ta xin mời quý vị bạn chúng ta hay đi khám phá chùa Ba Vàng cùng dân Việt Nam Travel nhé. Đây, khi mà chúng ta bước vào cổng chùa thì cũng cảnh của chùa dưới này của chúng ta. Đây là một bộ phận của chúng ta. Ở đây khi mà chúng ta vào chúng ta về trại chúng ta lên chùa. Và đây thì các bạn có đường rẽ trái và rẽ phải thì trong này thì các bạn chúng ta hay rẽ phải khi theo hướng rẽ phải chúng ta đi lên chùa. Ở chùa Ba Vàng thì cái đường lên chùa thì đã được xây bằng các cái tảng đá gấp lại thì quý các bạn chúng ta đang thấy nó không như chùa Lợi Âm hay một số chùa khác là có những cái đàn tảng đá cuội trơn nữa, và đây là thành những bậc cầu thang để quý các bạn chúng ta đi được và lên trên, đồng thời là đỡ mệt và đỡ bàn chân hơn. Hôm nay cũng là qua rằm tháng riêng rồi, những cái lượng khách đi lên chùa nó là bây giờ là chùa Ba Vàng thì rất là đông. Đường ở đây thì các bạn đang nhìn thấy chen chúc nhau rất là đông. Xung quanh cái đường chùa thì có các tảng đá và suối nước, các bạn đang nhìn thấy này, là các suối nước tảng đá rất là đẹp. Đây thì rất là phù hợp cho những ai mà thích chụp những cái cảnh đẹp, ảnh đẹp. Bên đây thì các bạn thấy cũng có những cái cảnh như này để các bạn đi ngang qua giữa hai lối lên và lối xuống. Nhưng mà chúng ta cứ đi theo cái lối tay phải của chúng ta. Chúng ta lên chùa Ba Vàng. Hai bên là có những tảng đá cuội, cũng có những tảng đá rất là tự nhiên, cũng có những tảng đá là nhân tạo như các bạn. Đây những tảng đá này là tảng đá nhân tạo. Và ngắm nhìn toàn cảnh chùa Ba Vàng cũng như thành phố Uông Bí. Để kết thúc chuyến hành hương, hai bên đường đi là có những cái loa để phát thanh như thế này các bạn. Lên chùa Ba Vàng thì nó không mệt như đi chùa
Hương hay chùa Yên Tử hay là chùa Lễ Âm ở Quảng Ninh. Chúng ta đi rất là thoải mái bởi các bậc thang này thì đều được làm lại hết bậc đá và xây để cho quan khách đi lại rất là thoải mái cái việc này. Lại bồ vào người ta, người ta sau người ta sẽ đi ra này, đứng ngay đằng sau. Các bạn cũng thấy là chúng ta đi được 1/3 quãng đường thì chúng ta cũng thấy được là dưới là các cái đoàn xe mà du lịch đến chùa Bà Vàng cũng như là đi tham quan lễ hội đầu xuân. Đây là những đoàn xe mà đến chùa Bà Vàng. Hôm nay cũng là gần cuối rằm, gần cuối tháng Giêng quý vị các bạn. Nhưng mà lượng xe đi rất cũng rất là đông. Việt Nam Travel 17 quý vị các bạn, chúng ta đi tiếp nhé. Tiếp đến đây là cái loa hai bên đường đi để cho quý vị bạn ta truyền bá những cái tâm linh. Ở đây chúng ta cũng đã thấy là trên đấy là cái nóc chùa. Đi chùa Bà Vàng thì không mất té gì quý vị bạn nhé. Dòng người tấp lập. Đây là bạn, lúc này chúng ta đứng ở cổng chúng ta thấy cái tượng của Quan Âm. Thì bây giờ chúng ta lên đây ta đã chiêm ngưỡng được cái tượng của Quan Âm ở đây rồi. Đây quý vị các bạn. Tượng Quan Âm này khá cao. Như tôi đang đứng đây tôi cao 1m75. Tôi chỉ đứng chưa đến một nửa đế của chùa Kiên, nửa đế của chùa Kiên này thôi. Mời các bạn chúng ta tiếp tục lên chùa Bà Vàng. Dần ở ngay quảng trường à, đây đi các chị ơi. Rồi đi. Chúng ta cứ bám theo phía tay phải của chúng ta đi là chúng ta sẽ lên được phía này quý vị các bạn. Đây là cái chính của chùa Bà Vàng. Để chính chùa Bà Vàng chúng ta cứ bám theo tay phải thì chúng ta đi lên. Hai bên đường đi cũng có các cái cảnh rất là đẹp. Cái hoa trà nhỉ. Bà lá. Mày bay đây này. Bà đang bỏ bà nào mà vẫn đi lông kia. Thank you.
và lên Chùa Ba Vàng thì quý bạn đã thấy là mình toàn đi không mất vé gì cả quý bạn, không như một số cái chùa mà chúng ta đi sẽ mất vé, như chùa Lưỡi Âm chẳng hạn chúng ta mất vé đi đò, hoặc chúng ta đi chùa Hương sẽ mất vé. À, khung cảnh chùa Ba Vàng là một trong những khung cảnh của một trong những cái chùa đẹp mà dân Việt Nam chùa cảm thấy là đẹp ở trong đất nước Việt Nam của chúng ta. Khi mà chúng ta di chuyển đến đây thì chúng ta sẽ thấy ở bên tay trái của mình là sẽ có một cái thác nước, hồ nước, ở đây các bạn sẽ nhìn thấy được những cái khung cảnh của chùa Ba Vàng cực kỳ rất là đẹp. Thứ nhất là cái hồ nước của các bạn đấy. Đây và hai bên hồ nước là hai cái con rồng tạo chu về một cái lư hương đây, thì cực kỳ là tuyệt đẹp của các bạn. Đây chùa Ba Vàng, đây mới là cổng lên của chùa Ba Vàng và đây là cái cổng một cột trước của chùa Ba Vàng, được sử dụng trong một cái lá sen. Đi vòng cứ vòng theo phía phải mình đi thôi, đi lên chùa rồi. Đây là một số cái đoàn mà có hướng dẫn viên du lịch và người ta đưa đi, vừa đưa đi vừa hướng dẫn viên luôn. Ở đây mới là 1/3 cái chặng đường chúng ta đi chùa Ba Vàng mà thôi, 1/3 chặng đường chúng ta đi chùa Ba Vàng ở Quảng Ninh mà thôi. Còn có những cái chặng đường tiếp theo mà chúng ta khám phá chùa Ba Vàng thì cũng mong quý vị bạn chúng ta hãy nhấn nút đăng ký kênh Việt Nam Travel để theo dõi những cái video mới thú vị hấp dẫn của kênh. Và đăng ký ở đây làm ký miễn phí của quý vị bạn nhé. Thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị bạn trong những cái video tiếp theo của kênh Việt Nam Travel. We'll be right back.